Tiếp tục phần 3 của chương trình CBR Bully Show thì bao gồm có cả bùn pháp đó các bạn ạ. Hầu như hết tất cả các bùn pháp là bùn pháp chó màu, bao gồm những màu dị, màu lạ, những con chó ngắn lùn không có trong bảng tiêu chuẩn. Nhưng mà đây là show của các câu lạc bộ mà, cho nên rất là tự do anh em ạ. Chó lùn, chó dị, chó tiêu chuẩn thi được hết anh em ạ. Màu trong cuộc thi nhiều nhất đó chính là màu lilac tan, màu bò sữa, màu mê lơ. Nói chung là chơi chó màu của năm nay cũng khá là nhiều. Sau đây là một con chó màu red. Để mà nói màu sắc trong tất cả các giống chó ấy, thì tôi thấy là bull pháp là nhiều màu sắc nhất đấy các bạn ạ. Một bé được bò sữa rất xinh luôn. Đây này, hai con bằng tuổi nhau, một con bé tí, một con to đùng luôn này. Không phải tôi chơi bull pháp mà tôi nói hai về bull pháp đâu. Con bull pháp nó rất là hay các bạn ạ. Hầu hết anh em toàn chơi làm pet thôi, ít người anh em chơi tiêu chuẩn lắm. Nhưng mà anh em chưa biết gì về bull thì nhìn con bull thì rất là dữ dằn, nhưng thực tế nó rất là hiền lành các bạn ạ. Đấy thì khổ thân cho bull pháp là chờ đợi hơi lâu, cho nên là tất cả các bull pháp đều bị nóng. Cũng may là không có nào sốc nhiệt cả anh em ạ. Sâu thì đúng tầm giờ chiều, cho nên là rất là nóng anh em ạ. Một bạn người Trung Quốc làm giám khảo, thì cái bạn đấy cũng là người nhân giống của bên Trung Quốc. Với những chú chó đông bull pháp khá là đặc biệt. Đúng thật là con bull pháp được người Mỹ nuôi nhiều nhất năm 2023 và 2024, đáng yêu cực kỳ các bạn ạ. Đây là một dàn chó đực màu kem, màu đỏ, màu bò sữa. Đẹp nhất đực đực này có cái bạn đỏ này. Ra đi thi thì ai cũng muốn thắng thôi. Nhưng mà anh em nên tôn trọng giám khảo anh em ạ. Vì tiêu chí của cuộc thi này là những chú chó xu hướng thế giới, lùn, ngắn, phệ, không phải chó tiêu chuẩn FCI, nên các bạn đừng có khai nhau. Đây này, anh em nhìn những chú chó màu dị đây này. Màu choco, màu lilac, màu mele, tất cả đa dạng rất là nhiều màu anh em ạ. Đây là một con bò blue rất xinh này. Còn đây là màu bò sữa anh em ạ. Màu kem nữa. Năm nay màu kem cũng rất nhiều con dị luôn. Của thân hôm đấy thi mấy ông chó bull pháp rất là mệt mỏi. Thực ra trong cuộc thi thì có chó xấu, chó đẹp. Nhưng mà anh em nên nhớ rằng là con chó của mình lúc nào cũng là đẹp nhất trong mắt mình anh em ạ. Rất là cảm ơn ban tổ chức đã tạo một sân chơi đầy bổ ích và ý nghĩa dành cho anh em chơi bull pháp. Mình quay lại những khoảnh khắc này dành cho những em yêu thích chó bull pháp. Cuộc thi ngày hôm đó với tôi nó chỉ là một buổi họp thôi, cho nên anh em đừng có nặng nề về thi thắng hay thua. Hầu hết những anh em chơi bull pháp màu dị thì ít được tiếp cận những người anh em chơi sâu, cho nên là cầm hay dắt con chó cũng chưa có kinh nghiệm nhiều lắm. Mọi người cũng nên thông cảm cho mấy anh em mới dắt sâu. Sau đây là ba con chó màu tốt nhất trong chương trình, bao gồm có ba con màu mele và màu lilac anh em ạ. Đây này, anh em cầm chó cũng loay hoay lắm, nhưng mà mình cũng rất là cổ vũ tinh thần dành cho anh em yêu thích đam mê giống chó bull pháp. Hôm đó tôi cũng hứng lên, tôi dắt cho hai anh em đều nhất đực và nhất cái trong chương trình đó. Và tôi cũng tự tin rằng nếu mà tôi cầm bull pháp hay bully thì tôi phải cầm và dắt chó tốt nhất trong chương trình. Nếu mà anh em đã xem tôi dắt sâu ấy thì chắc chắn là anh em sẽ nhìn tôi dắt và cầm con chó như thế nào. Cảm ơn anh em đã xem video nha.